Đặc biệt lúc nãy khi em dừng đèn đỏ, em có để sport và đạp ga thì gần như xe phản hồi ngay lập tức và nó dính ghế, nó ngửa luôn. Em cũng rất là bất ngờ, cái máy nó, cái thông số nó không có nói dối. Xin chào mọi người, chúng ta quay trở lại với chuyên mục chém xe. Và ngày hôm nay thì anh em bọn mình đang có những cái trải nghiệm rất nhanh với Lynk & Co 06. Lynk & Co 06, một mẫu xe ở phân khúc xe gầm cao cỡ B đấy. Và cũng đang rất hot trong thời gian gần đây, bởi vì mức giá là bao nhiêu nhỉ? 729 triệu đồng. Rồi, chính xác 729 triệu đồng. Vậy thì nhưng mà 729 triệu đồng mình lại có, nếu mà xét trên giấy tờ nhá, thì nó lại có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như động cơ. Động cơ 1.5 tăng áp, mạnh nhất phân khúc này luôn. Mạnh nhất phân khúc, rồi treo liên kết đa điểm ở phía sau. Có thêm an toàn chủ động, 17 tính năng. Rất nhiều. Còn cái gì nữa không nhỉ? Chung là em thấy cũng thế là đủ đáng giá để mình cân nhắc rồi đấy. Ba thứ rất lớn. Mà ngồi ở đằng sau thì theo cảm nhận của mình thì ngồi cũng khá thoải mái. Khoảng trống đầu gối các thứ tốt. Chỉ có cái là nếu như mà cái độ ngả lưng ấy nó thêm một xíu xíu nữa thôi thì rất là ok. Thế nếu mà nói về trải nghiệm vận hành đi, thì ban nãy mình đã chia sẻ là động cơ nó rất là tốt rồi. Thì mặc dù hôm nay là một video trải nghiệm rất nhanh thôi, nhưng mà Lý Hoàng thì thấy sao? Em thấy thì đầu tiên nhắc lại về thông số thì mẫu xe này sử dụng cơ 1.5 lít tăng áp, sản sinh 178 mã lực và 290 Nm moment xoắn, kết hợp với ô số tự động liều kép 7 cấp. 7 cấp ướt. Đấy, quan trọng ở đây nữa là 7 cấp ướt chứ nó không phải là kiểu 7 cấp khô giống như xe Toss ở ngày trước. Vâng. À. Đây thì anh hỏi máy thế nào không? Thì đây, đầu tiên này, sport hết cỡ. Mướt vết nhỉ? Rất là lướt và thật sự là xe nó cũng bốc và có độ dính ghế một chút đấy. Nhưng mà có một cái mình có thể nghe thấy ngay thì là cái tiếng máy rội vào trong khoang cabin. Với một cái nữa thì qua cái trải nghiệm của anh thì cái cách âm với lốp ấy, lốp vẫn rội lên hơi nhiều. Đúng rồi, lúc nãy đi thì như anh em mình thực ra em nghĩ ở đây có thể độc giả có thể nghe được đấy là cái tiếng lốp đặc biệt của hàng ghế sau ấy nó sẽ rội lên khá nhiều, ngồi hàng trước thì nó đỡ hơn. Nhưng mà với cách âm môi trường thì nó là một điểm cộng của Lynk & Co. Tốt. Mặc dù ở đây thì kính đây nó vẫn chỉ là kính một lớp thôi, nhưng mà tất nhiên là mình cũng khó đòi hỏi bởi vì đây là xe hạng B. Chẳng qua là khi mà mình nghe thấy nó có quá nhiều thứ gọi là khác biệt ở trong phân khúc, thành ra là mình sẽ hơi bị đòi hỏi thôi. Với cả nếu mà ở bên trong để mà khen thì anh thích cái đồng hồ sau vô lăng. Đấy. Nó nét, thực sự rất là nét. Và nó còn chuyển được giữa ba giao diện khác nhau. Thì đây, như em thấy tranh thủ là mình đang cầm máy thì mình sẽ quay luôn cho các bạn nhìn. Đây, đầu tiên là Eco này thì cũng đơn giản thôi, sang đến Comfort và Intelligent thì là một kiểu này. Và Sport, coi như Sport thì rất là đẹp, thực sự rất đẹp mà nó nét ấy, rất là nét. Chỉ có nếu mà hơi tiếc thì tiếc cái cụm màn hình chính ở đây, mặc dù nó cũng rất lớn ấy, nhưng mà về độ nét, độ sắc ở đây thì anh cảm thấy là nó chưa bằng với cả cái đồng hồ sau vô lăng. Dạ vâng, và đặc biệt cái giao diện thì em không biết là mọi người thế nào, nhưng em thấy giao diện của các sản phẩm khác của Lynk & Co như của 01, 05 thì cái giao diện trông nó đẹp hơn và nó cũng sắc nét hơn. Nhưng mà bù lại thì cái camera 540 độ ở đây thì anh thấy là ok này, bởi vì thứ nhất là mình hay nghe là cam 360 đúng không? Đúng. Nhưng mà 540 thì nó cho mình góc bên phải nó rất xa. Và lại còn thêm cái kiểu giả lập mà mình nhìn được xuyên qua gầm xe, anh thấy là cũng ok. Lúc hồi nãy anh em mình có bật cam lên và nhìn thực sự cái cam, hệ thống cam này của Lynk & Co 06 có rất nhiều góc nhìn. Bạn có thể căn được lề của cả lốp trước lẫn cả lốp sau luôn, nếu lùi tiến thế nào cũng tiện. Đúng rồi. Quay trở lại cái chuyện trải nghiệm xe đi. Thì tất nhiên là hôm nay thì là những cái trải nghiệm nó cũng rất ngắn thôi, nó là những cái trải nghiệm rất ban đầu. Nhưng mà em thấy về vô lăng thì như nào? Vô lăng thì em thấy có phần nhẹ nhàng êm ái. Kể cả khi để sport thì cái sự khác biệt nó không lớn, nó không quá rõ rệt đâu. Nhưng mà em đánh giá thì vô lăng là sẽ rất phù hợp phái nữ là một này, và có thể là những ai thích cái cảm giác lái nhẹ nhàng hàng ngày đi làm, đi phố thì sẽ rất là thích hợp. Nhưng mà đúng thật là với gu của mình hay chạy xe nhiều thì mình cần một cái vô lăng nó phải vững hơn, nó phải siết mạnh hơn. Vâng, hoặc ít nhất là có thể sport thì nó sẽ siết hẳn hơn, còn đâu lại normal thì ok, nhẹ nhàng thì ok. Tất nhiên để đòi hỏi thì nó cũng rất là khó. Mặc dù ví dụ như kiểu xe Hàn mình sẽ thấy là với mỗi chế độ lái khác nhau thì cái vô lăng nó có một độ nặng khác nhau. Mình chưa nói là về độ siết nó chuẩn hay không nhá, nhưng mà về độ nặng. Còn với chiếc Lynk & Co 06 này thì nói chung cả ba chế độ thì vô lăng nó đều có một cái trạng thái giống nhau. Dạ vâng, không khác biệt nhiều. Đấy, thì nếu như mà Lý Hoàng đã nói là
cái vô lăng này nó sẽ phù hợp để mình chạy trong phố hơn, đúng không? Vâng. Nhưng mà về hệ thống treo này thì anh lại thấy mặc dù cấu hình của nó nghe ra được, mắc phần sườn phía trước rồi treo liên kết đa điểm ở phía đằng sau, nhưng mà anh nghĩ rằng nếu mà để đi phố thì nó là hơi cứng. Vâng, nếu mà đi phố mà ở tốc độ thấp thì đi qua ổ gà cũng nữa, như anh em đi qua gờ giảm tốc thì cảm nhận rất là rõ nó sóc như thế nào, cái là nó rất là cứng. Nhưng mà ưu điểm là khi đi nhanh đây thì nó rất là ổn định, kể cả đi qua gờ giảm tốc thì lúc đấy ngược lại cũng rất là êm và thoải mái. Nhưng cái mà, gì cũng có hai mặt. Tất nhiên là trong phân khúc thì cái cấu hình này nghe rất được, nhưng mà anh vẫn có cảm nhận là nó hơi lắc ngang một chút. Nhất là khi mà mình vào cua thì em nghĩ cái này khó có thể đòi hỏi được, vì thứ nhất là một xe có trọng tâm cao, thành ra là việc ôm cua nó vào bị nghiêng thì cũng là điều khó tránh khỏi. Quay trở lại cái vấn đề mà ồn lốp lúc nãy thì anh có soi ra là lốp này là lốp Atlas đấy, anh nghĩ rằng nếu như nó phải là một bộ lốp kiểu Michelin Primacy chẳng hạn đấy, có thể nó sẽ êm hơn, Ok, thế về khả năng quan sát, khả năng quan sát cũng là một điểm cộng, thì em thấy táp lô đặt thấp, tầm nhìn phía trước rất thoáng. Có chăng thì cột A em thấy phần chân cột nó hơi dày một chút, nhưng mà được một điểm cộng nữa là họ đặt cái gương ở bên thành cửa xe, thế là có một cái khe để cải thiện được cái tầm nhìn được cái điểm mù này. Nhưng mà gương này thì nó cũng hơi mignon tí đúng không? Bắt đầu lúc em nhìn nó, lúc mới lên em nhìn em cảm thấy hơi bé, nhưng khi lái rồi thì em thấy nó ở mức vừa phải, không quá to, không quá nhỏ. Trông nó hợp với cả cái kiểu dáng của cái xe này. Dạ vâng, đi phố chỉ cần thế này thôi, không cần to hơn. Cả thực ra là nó hơi hẹp ngang một chút nhưng mà nó được cái chiều cao. Vâng, thế là ổn. Gương này còn có tích hợp đấy, cảnh báo điểm mù. Em nghĩ cũng một tính năng rất là ưu dụng. Thì còn về tính năng ADAS thì chắc là trong một video khác đi, chứ hôm nay thì là những trải nghiệm rất là ngắn. Trải nghiệm. Nhưng mà về chân ga thứ thì anh thấy chân ga nó cũng nhạy nhá. Vâng, chân ga thực ra đặc biệt lúc nãy khi em dừng đèn đỏ, em có để sport và đạp ga thì gần như xe phản hồi ngay lập tức và nó dính ghế, nó ngửa luôn. Em cũng rất là bất ngờ, và cái máy nó, cái thông số nó không có nói dối. Với cả về cơ bản thì anh thấy là hộp số liên hợp kép ướt 7 cấp này này thì nó phải khi mà mình đi tốc độ cao đấy. Thì được cái là nếu mà tốc cao thì số các thứ rất mượt mà nhá, treo cũng gọi là ổn định nhá, cứng mà, nhưng mà đúng thật là vô lăng nó vẫn cần phải nặng hơn. Đúng rồi, đó yếu điểm. Anh nhầm, nó điểm yếu, quên điểm yếu. Okay. Em nghĩ là cần cải thiện hơn. Rồi. Còn ở phía bên trong này thì nói chung là option thì cũng khá là đầy đủ, ví dụ như là mình có điều hòa là hai vùng, tất nhiên cũng không có làm mát ghế gì ở đây đâu, nhưng mà điều hòa hai vùng này, có cửa chơi panorama toàn cảnh cũng rất là khá trong phân khúc rồi. Vâng, ngon rồi, da rất các thứ sờ, da ghế kể cả xa vô lăng sờ rất mềm và mịn tay, rất là mướt. Mà nói chung là chất lượng hoàn thiện thì ok, mình có thể nhìn ngay từ phía bên ngoài những cái đường gọi là lắp ráp, những cái đường mà mình gọi là kẽ hở đấy đúng không, nhưng mà nó đều rất đều, rất đều và nó khít với nhau. Về tiếng đóng cửa ấy, thân vỏ thì cũng rất là chắc chắn, thật sự thì không bất ngờ vì Lenco hoặc xe Trung Quốc nói chung thì mình thấy cái thân vỏ đều khá là dày dặn, đóng cửa nghe êm tai. Có mỗi cái là bây giờ mà khách đặt thì là chắc là phải hơi chờ bởi vì lượng đơn nó hơi nhiều. Lúc ấy anh bên hãng có chia sẻ là bây giờ nếu mà đặt xe phải chờ khoảng 2 tháng mới nhận được xe. Nhưng mà có một cái cũng hơi khác nhá, Lynk & Co thì chúng ta thường thấy là có sự kết hợp của Volvo đúng không? Đúng rồi. Chúng ta thấy những cái mẫu trước đấy, ví dụ như kiểu 01 này, 05 thì mẫu 06 này nó lại là tần chủng Geely. Dạ vâng. Thì về hệ thống khung gầm như các mẫu xe kia, ủa đây các bạn thấy các mẫu xe kia đều sử dụng cái nền tảng khung gầm được phát triển giữa Volvo và Geely, họ kết hợp với nhau. Nhưng với chiếc 06 này là sử dụng nền tảng BMA, là B-Segment Modular Architecture. Thì hệ thống khung gầm này là do Geely hoàn toàn phát triển luôn. Tuy nhiên thì em cho rằng là họ cũng đã có thể có những cái kinh nghiệm khi đã hợp tác với Volvo rồi. Cho nên cái nền tảng khung gầm này có lẽ nó cũng sẽ không có quá sự chênh lệch quá nhiều so với Volvo đâu. Và thông số họ đưa ra thì em thấy là cái khung gầm BMA này họ cũng có tới 70% là thép siêu cường. Nên là cũng có thể là một chút an tâm khi mua xe chăng? Rồi, chắc là có lẽ trải nghiệm của ngày hôm nay thì nó cũng khá là ngắn, và đây là những cái trải nghiệm rất ban đầu. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có một video dài hơn trong thời gian tới.
thì mọi người nghĩ sao về Lincoln Co 06 729 triệu đồng và với những ưu và nhược điểm? Tất nhiên là trải nghiệm thì vẫn là rất nhanh đúng không? Đúng rồi, rất đấy, nhanh. Nhưng mà nói chung là nó cũng đem tới những cái ấn tượng rất tốt, trải nghiệm tốt. Thì mọi người nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.